cưới nhau năm 72 thì năm sau là năm 73 là cô có đứa con đầu lòng. Dạ. Cưới nhau rồi thì anh vẫn còn làm ở cây xăng, rồi ảnh đi làm thêm ở Bình Tuy, phải làm kiếm tiền làm nuôi con. Thì sinh cô gái đó là năm 1973. Nói chung là hồi đó thì chú ấy làm củi than ở bây giờ là ta kêu ngã ba Hàm Tân, hồi đó là cái Bình Tuy. Thì ở trong này rủ một nhóm đi ra và đó cưa củi. Đi bao lâu mới về một lần chú? Tùy, có khi nửa tháng, có khi một tháng. Sống ở trong rừng rồi làm mấy cái trò chơi ở thôi. Nhưng chú đi cả tháng vậy cô có lo không? Thì cũng có, lúc đó là mình cũng về mình ở với ba mẹ mình. Này theo với vợ luôn rồi. À dạ. Có bầu cô gái lớn thì chừng 4 tháng là mẹ cô lên xin với mẹ chồng cho về bên này. Về bên anh thì cực. Nên là khi mình có bầu thì... Quỳ Linh xin chào cô chú ạ. Chào Quỳ Linh. Dạ, xin mời cô chú giới thiệu về mình ạ. Chú là tên là Quỳnh Tấn Tài, sinh năm 1951, nghề nghiệp là công chức. Cô xin chào MC Quỳ Linh. Dạ, chào cô. Xin chào kiều nữ đại gia Ngọc Lan. Cô tên là Trương Thị Ả, cô sinh năm 1956. Hiện nay thì cô đã nghỉ hưu rồi, thì làm công tác xã hội tại địa phương. Chú còn nhớ lui về trước 49 năm nữa đó thì mình gặp cô như thế nào? Thì phải nói là cách đây 49 năm thì chú là làm cho hãng xăng, xăng dầu á. Dạ. Thì tình cờ cô đổ xăng hả? Cô này đi đổ xăng. Thì vậy đúng rồi. Đúng vậy. Thì nói chung này cũng lời qua tiếng lại là kiểu như là vui chơi thôi. Chứ thời đó thì mới có mười mấy tuổi cũng chưa biết yêu đương là gì. Rồi đổ xăng sao mà đổ qua đổ lại thiếu hay sao mà? Đổ không. Nhau luôn. Nói chung là cứ mỗi buổi chiều lại rửa xăng. Ủa vậy đó hả? Ủa nhà gần đó hả cô? À, nói chung là nhà cô hồi xưa là buôn nhỏ thôi. Dạ. Thì cô là cô con gái đầu trong nhà, cô chịu trách nhiệm là phân phối đồ để cho mấy cái nhà hồi xưa là mười mấy cái xe bắp rang á. À. Bán ở dọc hết thành Sài Gòn mình á, ngày nào cô cũng phải phân phối đồ cho người ta, xong rồi chiều tối lại là tính tiền về là thu lại, tự đi xuống dưới đó là phải đổ xăng. Tối nào cũng đổ xăng hết đó, đổ xăng rồi mới đi về. Thế thì ngày nào cũng có gặp. Lúc đó là mình là còn là học sinh, còn ảnh thì là cứ như làm công cho người ta. Nhưng mà rất là đẹp. Làm công nhân đổ xăng nhưng mà là bằng quần tê rin xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay và mang đôi giày bata trắng. Giống như là sinh viên vậy. Yeah. Mà cứ hiền hiền lắm, cười mỉm mỉm thì cô thấy cô hơi ấn tượng của nó. Ông này làm công nhân mà sao mà dồn giống như thư sinh thế. Rồi ai cưa ai trước? Ai cưa anh? Nói chung thì cái chuyện đó thì cũng như nghĩ. Thời đó thì con này còn trẻ chạy xe cũng dữ lắm. Dạ. Còn trẻ chạy xe cũng dữ lắm. Cho nên là chú lái xe rửa theo. Rượt theo chẳng lẽ hỏi tới hồi lui cái lần cái biết tên biết tuổi. Ủa sao lý do sao lấy xe rượt theo? Thấy chạy dữ quá mình chạy theo chơi. À thì tưởng theo chơi. Tưởng đưa thiếu tiền. Đúng rồi, cô có bất ngờ không hay là cô đã đoán trước? Không, cô cũng bất ngờ là tại vì cô thì hồi đó hồi xưa họ kêu là hippie á mà. Dạ. Gái mà hippie đó, bận đồ thì 8 túi rằng ri rồi kia cái nọ dữ lắm. Mà sao hồi đó mới có 17 tuổi mà sao ghê quá. Anh nó thì thấy vậy anh chạy theo mình hết hồn hết. Bé tên gì vậy? Nhả đầu. Nói là dạ nhà ở trên Tân Bình á, cứ hỏi vậy thôi. Rồi ổng hỏi chứ tên gì, thì cô nói tôi tên Linh, là tại vì hồi đó ở ngoài là cô lấy tên là Linh. À ảnh chỉ hỏi vậy cái anh ơi, mình nói nha, mình tên Tài, cái tôi hỏi tên gì, ông kia T A I Win, là ổng bóc một cái xe vậy là ổng chạy mất xứ luôn. Ủa sao vậy chú? Nói xong mắc cỡ rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ủa xưa cô gái dễ quá nha. Là hồi đó là ông chạy xe 67 đó. 67 là dữ lắm mà đó. Xe 67 mà xe à. Mà coi như là đôn dên đôn nồng đồ dữ lắm. Sao cái cuộc mà đuổi theo nó tôi tên Tài đi luôn hả? Không. Chưa. Vẫn về lại cây xăng. Về cây xăng. Rồi chiều lại đổ xăng. Đổ xăng. À. Từ đó biết tên Tài. À. Rồi dễ thôi. Rồi cũng hẹn hò sinh tố nước rồi. Uống sinh tố nữa hả? Có chứ. Thời đó có sinh tố sao mới lượng. Trời ơi, thời đó có hết. Đa số hồi đó là sao mới lượng là nhiều. Rồi bây giờ mình uống sinh tố bao lâu thì mình mới ngỏ lời yêu đương nè. Thật sự mà nói là hồi đó chưa có nghĩ gì yêu đương hết trơn, nói thật. Chỉ đâu chơi thôi vậy đó hả? Chỉ là quen biết tình cảm, với lại hồi đó mình thấy mà học sinh mà bạn áo dài cũng thấy dễ thương. Dạ. À, rồi mình mến vậy thôi. Đây là cô gái đầu tiên mình đuổi theo. Có đuổi theo cô nào trong một số cô đổ xăng không? Không, đổ xăng đâu có phải ai cũng trẻ đâu mà đuổi. Phải có chắc cũng trẻ trẻ chắc cũng đuổi theo nhiều rồi hả?
Không phải, nó có cái gì đó mình mới đuổi theo. À, có cái ấn tượng. Kiểu như là nó ấn tượng, nó nhánh nhảnh gì đó. Bao lâu thì bắt đầu mình mới biết là mình đã có tình yêu hả chú? Tới đầu năm 70. 71. 70, 71 rồi đó. Sau lại hai bên gia đình cũng cũng có thời gian cũng khó khăn lắm. Đúng. Gia đình cũng không có đồng ý. Vì chú khổ quá mà. Dạ. Còn bà này thì sống một cái gia đình tương đối là khá giả. Cha mẹ thì chỉ bên nó cấm với bên chú không có cấm gì cả. Mình đi chơi cái này có đâu ai biết đâu cấm. Còn này có cái gì nhà. Còn chú ở là cây xăng. Không ai quản lý. Thành ra gia đình mới biết mới cấm cản. Cấm. Nhưng hỏi thiệt chú, lúc mà chú có tình ý với cô Linh này á, chú có bao giờ đổ xăng không lấy tiền không? Hồi đó không có chuyện đó đâu. Chứ phải bây giờ nó cho đều đều á. Bây giờ thì cho thiệt. Bây giờ cảm ơn, đi đi em. Thôi để đó anh. Để anh lo. Không biết lấy tiền đâu đắp vô. Không biết tiền đắp vô á. Gặp con gái bây giờ dám lắm á. Dạ. Đổ là anh đi luôn á. Thế cái con gái đó hồi xưa không có chuyện đó, nó hiện lắm. À, cái cột mốc nào để mà đánh dấu là cô và chú chính thức yêu nhau? Cô nhớ không? Cái lúc đó là mình thấy là sao mà mình đi về nhà cái mình thấy nhớ. Nhớ đó. Thì đến khi nào thì chú mới mạnh dạn nắm tay của cô? Hồi đó coi vậy chứ là cứ khều vậy thôi. Tại vì hai đứa thì xưng với nhau bằng tên Tài Tài Linh Linh vậy thôi. Thì lúc nào á anh cũng rất là chăm cho mình. Có những cái cuộc đi chơi đi đồ đó thì lúc đó là ảnh có quyền nắm tay. Hôn rồi. Hôn trước khi đám cưới. Đúng luôn. Đúng rồi, hôn trước luôn, yêu nhau dữ lắm. Cô vậy lúc lần đầu tiên mà chú hôn cô, cảm giác cô sao cô? Thì nó rung rẩy vậy thôi. Rồi bao lâu thì cô chú cưới nhau nha? Yêu nhau đó, như vậy là có một năm thôi. Lúc đó thì ba mẹ nói là không gả là sợ nó bỏ nó đi theo này, sợ nó hư. Gia đình thì đã nhất quyết không gả rồi đó. Thì mà nói mẹ không gả bỏ đi theo ổng á. Nói gì luôn đó hả? Mà nó thôi thì gả, nhưng mà trước khi gả đó là ba mẹ có đi xuống tới cái chỗ ảnh làm á, cây xăng đó là bà con với bên ảnh, ba mới hỏi thăm tình hình gia đình bên này. Thì ở đó người ta chỉ nói một câu là nó là ở với mẹ thôi, không có cha. Thế thì hỏi cha chết hay sao, thì cái ông đó nói không, cha nó đi tập kết. Thì ba chỉ nghe một câu nói là cha đi tập kết là ba gả. Ba quyết định gả là vì ba nói là đồng chí mình để vợ con ở lại, không có người chăm sóc, mình là người ở lại. Tại vì ba mình cũng dân cách mạng, thôi thì mình gả con mình vô chỗ đó, có gì mình bao bọc luôn. À, cha mẹ đồng ý cho tới thì bên này tới 72 là đám cưới. Đó là mối tình đầu đó hả? Mối tình đầu. Lúc mà ổng quen với cô, ổng có một bài thơ. Coi vậy chứ anh không có đi học. Anh đi học tới năm 68 anh vô đây là anh nghỉ học rồi, anh đi làm. Còn mình thì mình vẫn là con, vẫn còn đi học mà. Thế ảnh có một bài thơ ảnh viết thì mình nghe mình cũng thất cười. Ảnh kêu là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Người ta thì để lòng buồn anh dạo gót cô đơn, nhưng mà anh không có để vậy. Mà anh để là để lòng buồn anh dạo gót cây xanh. Thế mình nghe mình nói chắc cái ông này mới copy thơ của người ta, tự nhiên dạo gót cây xanh. Đó là cũng là một cái kỷ niệm, tức là anh có yêu mình, anh cũng biết là biết anh cấp thơ để làm thơ tặng. Cấp thơ đó, làm thơ ha. Dạ. Tôi đang đổ xăng gặp cô gái còn trẻ măng ghé cây xăng, tôi cảm giác lăng tăng. Gia đình quá khó khăn, tôi cố gắng, cuối cùng là hai người cùng nhau vượt qua khó khăn. À. Thôi chú nó vậy đó. Mọi người ơi, biên tập ơi, đừng cắt đoạn này nha. Để nguyên đoạn này, chú Linh làm thơ. À, sau đó thì bao lâu mình có đứa con đầu lòng của chú nhỉ? Cưới nhau năm 72 thì năm sau là năm 73 là cô có đứa con đầu lòng. Yeah. Cưới nhau rồi thì anh vẫn còn làm ở cây xăng, rồi anh đi làm thêm ở Bình Tuy, phải làm kiếm tiền làm nuôi con. Thì sinh cô gái đó là năm 1973. Nói chung là thời đó thì chú đi làm củi than ở bây giờ là ta kêu ngã ba Hàm Tân, hồi đó là cái Bình Tuy. Thì ở trong này rủ một nhóm đi ra và đó cưa củi. Đi bao lâu mới về lần chú? Tùy, có khi nửa tháng, có khi một tháng. Sống ở trong rừng rồi làm mấy cái trò chọi ở thôi. Nhưng mà chú đi cả tháng vậy cô có lo không? Thì cũng không có, lúc đó là mình cũng về mình ở với ba mẹ mình. Này theo với vợ luôn nè. À dạ. Yeah. Có bầu cô gái lớn thì chừng 4 tháng là mẹ cô lên xin với mẹ chồng cho về bên này. Về bên anh thì cực. Nên là khi mình có bầu thì mẹ xin về bên này ở. Xin về bên nào ở thì anh này cũng theo về luôn. Anh đi làm xa lâu lâu về một lần. Đi làm xa như thế thì
kinh tế nó có khá không chú? Nói chung thời đó làm chỉ đủ sống thôi. Rồi cái mỗi lần chồng về cái là xanh nữa. Trời ơi, đâu có đâu. Rồi tới 75 mới bắt đầu giải phóng. 75? Ừ, khoảng năm 74 cô có bầu đứa thứ hai. Chung là đến 75 là mình mới thấy là cái cuộc sống nó ổn định. Xong giải phóng là chú vô làm cho nhà nước, làm cho là công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Từ 75 cho đến là năm về hưu luôn. Trong những lúc mâu thuẫn với nhau thì ai sẽ là người, ai sẽ là người xuống nước? Anh. Nói chung là xuống nước nhỏ liền liền. Xuống nước nhỏ liền liền. À, xuống nước nhỏ chứ. Tại vì mình lúc mà giận không năn nỉ là giận luôn mệt lắm, cho nên thôi năn nỉ chắc anh. Xuống nước từ đầu cho nó khỏe đi. À, chia lên cho mâu thuẫn cho nó nói mệt. Với em câu đó em chịu liền. Dạ. Luôn. Còn lỡ giận rồi thậm chí ăn cơm phải múc tô cơm đem tới trong mùng luôn. Vậy phải xuống vậy mà được chứ. Đem vô tới mùng luôn hả? Đem vô mùng dở mùng biểu ăn chứ không được. Mặc dù là giận không ăn. Nhưng mà nói chung là tốt nhất là nhịn là tốt nhất. Rồi lúc đó cô trùm cái màn là chú dở màn, chú đưa cơm vô màn luôn. Đúng rồi, kéo hết ra không có để cái gì hết trơn, phải ăn thôi. Vậy là hết giận đó gì đâu. Con nhận thấy chú là một người là quá hoàn hảo rồi. Vậy thì đối với cô chú có cái tật xấu gì không cô? Không hoàn hảo nổi được đâu. Ví dụ như bây giờ anh á, anh rất là thương cô ha, cô thương lắm. Nhưng mà cái tâm tư tình cảm nó không có đứng vững mà nó hơi bị sâu bên này hay sâu bên kia là ảnh. Sao à? Bữa nay làm cái gì? Nói gì? Là nói chuyện tự nhiên cái tình nó không còn. Mà hay nói là nặng, như là gầm gừ với vợ á. Thì cô mới hay nói, ủa mà em có làm gì anh đâu, anh làm gì vậy? Ủa sao tự nhiên anh nói chuyện với em kỳ vậy? Nhiều khi đàn ông mà kiểu như là không có nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như phụ nữ. Không lãng mạn. Không bao giờ mà tỏ ra một người đàn ông lãng mạn đa tình gì hết trơn. Nhưng mà là không thiếu một cái món quà nào mà không có gì trơn mà 50 năm rồi. Đúng rồi. Nếu mà không có gì sao 50 năm được. Ừ, có nhiều... Trời ơi chú dễ thương quá. Có nhiều người ta lãng mạn xong cuối cùng lãng mạn quá thành lãng nhách rồi đó. Thì đúng rồi. Không có lãng mạn đâu. Đâu có gì đâu. Đấy, nhưng mà ta rất ngọt ngào suốt 50 năm. Chú quay qua chú dịch con. Chú kỳ quá. Không lãng mạn chi. Chú đừng nhìn con nói chú. Con chú đâu lãng mạn đâu. Tôi tên Tài. Tài, 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 Quyên Tài. Tài mất tiêu luôn. Con cô chú giờ làm công việc ổn định hết chưa? Nói chung thì ba đứa con nó đều theo nghề của ba nó. Sau 50 năm á thì chú thấy có điều gì chú chưa hài lòng và hài lòng về cô hả chú? Chú thấy cũng chả có cái gì mà chú không hài lòng cả. Mình thấy ở ông xã là có yêu vợ, yêu con, vô bờ bến. Canh việc, mọi việc đều nghĩ về vợ và con. Cái điều đó là cái điều mà cô cảm thấy là không hối tiếc. Đây là một trong những mối tình trăm năm mà có thể nói là một tấm gương cho rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau. Họ chấp nhận có thể là thôi nhường nhau chút đi cho nó qua, đừng để nó lớn chuyện. Con đang cầm ở trên tay là lá thư của cô gửi cho chú. Con nghĩ là chắc là chú không có biết cái điều này đâu đúng không? Tài yêu, anh xã yêu. Lâu quá rồi mình chẳng viết thư cho nhau nhỉ? Yêu nhau và cùng chung sống với nhau vượt qua bao nỗi thăng trầm của cuộc sống suốt 50 năm qua. Đã từng thấu hiểu nhau, những lúc giận hờn có, vui vẻ có, nói chung là hỉ nộ ái ố đều có. Hôm nay em gửi đến anh, người tình trăm năm của em, lời yêu thương từ sâu thẳm trong tim em. Em chẳng nói với anh bao giờ, em yêu anh vô cùng và không hề hối tiếc khi yêu anh và lấy anh làm chồng. Người đàn ông có đủ bờ vai rộng lớn để em nương tựa cả đời này. Hai chúng mình đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, nuôi dạy các con, các cháu hiếu nghĩa, trưởng thành. Em rất trân trọng và cảm ơn chồng của em và là cha, là ông của các con, các cháu nữa. Hôm nay lại viết thư gửi cho người mà đầu ấp tay gối suốt 50 năm rồi. Nhưng em sẽ không quên nói, em vẫn yêu anh đến trọn đời. Hôn anh nhiều lắm. Trời lắm, ơi. Tài của em, Thùy Linh dễ thương của Tài. Ai không nghĩ đây là mối tình 50 năm đâu. Trời ơi, có kìa, có kìa. Trời ơi, Linh tưởng đây là mối tình bắt đầu từ tuổi trăng tròn chứ. Ngày nào mình cũng có thể nói như là yêu thương như thế được không cô? Dạ, luôn luôn là vậy à. Hay quá vậy ta. Đọc cái thơ mà cũng cảm thấy như xúc động quá. Tại vì cái thơ này là mình gửi rất là bí mật. Dạ. Mình gửi cho anh xã của mình. Xã thấy sao nè? Xã tình mà nói á, yêu thì con không yêu nổi nữa. Bây giờ chỉ có thương thôi. Tình thương, mến thương cho tới chấm dứt cuộc đời. Thì sống được ngày nào thì chúng ta
đùm bọc lẫn nhau. Chú hay lời nói hơi cục mịch, không có lãng mạn. Thôi thì bây giờ nhân chương trình đó, chú có thể nói một cái điều gì đó lãng mạn để dành cho cô không chú? Thì nói chung nếu mà nói thì cũng bất cỡ. Tại vì không phải cái tật uống rượu mà nói, mà giờ mình không uống khó nói quá. Rồi lấy thùng bia. Mấy đứa ơi, đem một lít rượu. Mình sống với nhau đã là gần 50 năm rồi, thì hiểu nhau hết rồi. Mà nãy là chú đã nói rồi, tốt nhất là nhìn và chia sẻ và thương nhau là tốt nhất. Chỉ có nhìn là trên hết. Dạ, nhìn một câu chuyện rất là đẹp ha. Hôm nay thì chắc chắn rằng con cháu cũng có một cái món quà gửi lại cho ông bà. Xin mời ông bà hướng về màn hình. Chống viêm xoang nghẹt mùi hắt hơi, thông xoang tán nam dược bạn ơi nhớ dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mình cũng xin chia sẻ cái kỷ niệm mà mình còn nhỏ xíu á, thời điểm mà gia đình mình còn khó khăn á. Má thì đi làm đêm, về không có thời gian chăm sóc, phải giữ sức khỏe đó. Cho nên buổi sáng má cần lấy lại sức khỏe là má phải nghỉ ngơi. Ba mình á thì 4 giờ sáng phải dậy nấu cơm, 5 giờ kêu chị em mình dậy đút cơm cho ăn. Xong hết rồi á thì ba mới đi làm. Mà ngày đó khó khăn lắm, ba mình là đi làm chiếc xe đạp á, chở đồ nghề đi. Mà ba mình hồi xưa là công nhân đường ống mà, chở đồ nghề rất là nhiều. Ba đi làm xong tới chiều ba về, rồi tới đấy ba cũng phải phụ má nấu cơm cho tụi mình ăn tiếp bữa cơm chiều. Cơm trưa là má mình phải dậy lo cho tụi mình rồi. Thì sau một cái thời gian mà khó khăn đó thì tới lớn sau này á, tới mình à sắp lấy chồng khoảng tầm 3 tháng á thì mới phát hiện ra là má bị ung thư giai đoạn cuối. Thì khi mà biết được cái kết quả đó là cái người mà suy gặp đầu tiên là ba. Thật ra là lúc đầu là giấu ba mà, giấu mẹ không có cho mẹ biết á. Kia tới lúc mà mẹ hỏi, mẹ nói mẹ thì rất là mạnh mẽ, bây giờ mẹ bị cái gì nói cho mẹ biết để mẹ còn kết hợp với mình để mà chữa trị. Tại lúc mới về cái nghe bác sĩ nói là không được ăn đồ cứng, cái đồ ăn thì mình đem mình xay ra hết như nít vậy đó cho mẹ ăn, mà mẹ đâu có chịu ăn. Mẹ nói mẹ đâu có bệnh gì mà không ăn được, không nhai được mà bắt ăn cháo xay vậy. Thì cái bà với mấy chị em mình mới bàn với nhau thôi, giờ phải nói thiệt với mẹ để mẹ biết, để mẹ phối hợp với mình để mẹ chữa bệnh. Thì sau khi mẹ biết thì mẹ nói thì thôi giờ là mẹ đồng ý đi chữa bệnh, đi mổ xong hết rồi là mẹ lo đám cưới cho mình xong á. Thì lúc đó mẹ có đi cũng thanh thản, thì cũng may mắn là sau khi mổ xong chữa bệnh xong thì mẹ mình đã qua khỏi. Kính chúc cho ba mẹ là thiệt nhiều sức khỏe, và chị em của tụi con là rất yêu thương và kính trọng ba mẹ. Tụi con sẽ noi gương theo ba mẹ để chăm sóc gia đình nhỏ của mình sau này. Hôm nay con cũng có một cái lời với ba má. Con cũng xin hứa là con sẽ noi gương giống như ba má, là xây dựng tổ ấm của mình. Con cũng kính chúc ba má là thật là nhiều sức khỏe, sống thọ, vui vẻ bên con cháu. Ông bà nội rất là dễ thương, dễ tin, dễ chung và lúc nào cũng yêu thương con cháu hết. Con thương bà ngoại. Con yêu bà nội nhiều nhiều. Con yêu bà ngoại rất rất nhiều. Kết quả ngọt ngào nha. Bây giờ thì sức khỏe của thế nào rồi? Cô bị năm 2000 2006 kêu là bị ca trực tràng. Nhưng lúc đó thì mình không biết, sau này mình biết rồi thì mình phải đầy đủ nghị lực để mà, tại vì ông xã coi vậy chứ ông xã rất là yếu. Ông xã có xỉu trong bệnh viện khi nghe tin cô bị bệnh luôn đó. Thì sau này thì ráng chữa bệnh, và mình chữa bằng cái tâm mình là nhiều nhất. Bây giờ là nói chung là rất là ổn định. Trong giai đoạn đó chú suy sụp như thế nào hả chú? Trách nhiệm là chú phải lo cho đến cái phút cuối cùng. Thời điểm đó thì cũng cái thời cũng khó khăn lắm. Trong cái bệnh viện thì
mổ đi mổ lại 2-3 lần. Lần cuối cùng là giáo sư Văn Tăng nói là lần này không được nữa, thôi đưa ra ngoài. Phải nói là cái thời điểm đó là chú cũng chạy chữa là lo cho nó hết tình hết nghĩa. Thì nó thật tình mà nói là chú chỉ nguyện một câu thôi là chú sẽ cạo đầu ăn chay 1 tháng. Kỳ đó thì mình cũng làm tròn cái lời hứa của mình. Còn nếu mà cô mà không sống được thì cái chuyện đó nghĩa là chỉ có trời biết chứ không ai biết được. Bản thân chú kỳ đó mà bị Mỹ bắn á, mà bà già là mua hòm rồi đó. Bà già biểu thôi con xuống tóc con tạ Phật đó này, không bao giờ. Nhưng mà kỳ bà xã bị mà chú phải hy sinh cái đầu. Thương quá à. Nghĩa là không còn cái gì để nói nữa mà vậy thôi. Hên là nói chung là nó chưa qua cái giai đoạn mà di căn cho nên là nó qua được thôi. Dạ. Chứ còn nếu di căn thì cũng hết chữa. Còn thấy một mối tình đẹp không Lan? Không thể nào mà quên được cái chuyện đó. Dạ. Nói ra thì vẫn còn thương. Cách đây là 20 năm rồi chứ. Cô mổ như vậy là cũng gian truân lắm. Thuốc mê là coi như không dễ gì tỉnh nổi. Tới hồi mà cô mà bị cột tay cột chân rồi, tới hồi đem ra ngoài rồi, cái tối cô nằm lại cô nói: ủa chứ ba con đâu rồi? Thì nó nói ba đi ra ngoài tí ba vô. Buổi tối mà ông vô mà ông đội cái nón, ông đội cái nón, cái cô mới nói: ủa anh giờ này vô đây rồi anh còn đội nón làm cái gì? À, cởi nón ra. Ông nói thì muốn cởi thì cởi. Thì khi mà ông cởi cái nón ra thì ông thấy cái đầu ông trật lắc nè. Cô khóc, tự nhiên khóc thôi, tự nhiên nước mắt nó cứ chảy dài ra. Cô mới nói chứ sao vậy anh, sao anh làm kỳ vậy, em có sao đâu mà anh đi cạo đầu. Ông nói thôi em, mà anh em mổ ra em khỏe là được rồi, em đừng có hỏi cái gì mà chuyện đó. Thành ra là cô cảm thấy như cái đó là cái tình cái nghĩa mà ông mới dành cho mình rất nhiều, không có cái gì nói lại được. Thành ra là không bao giờ quên. Và cái nghĩa tình đó là nó mới làm cho hai đứa càng ngày càng gắn bó keo sơn nhiều hơn nữa. Giống như nãy chú nói đó là tình yêu, xong rồi tình thương, rồi cùng cái nghĩa nữa. Dạ. Thương quá à. Ừ. Con đúc lại một lần nữa, con nói là mình rất may mắn khi mà con được ngồi ở đây, được lắng nghe những cái câu chuyện của các cô chú, các ông bà. Bởi vì ở nơi đó thì con thấy được rằng là nếu như là những cái chuyện tình cổ tích đó chú. Đến bây giờ vẫn có xảy ra rất nhiều cái câu chuyện tình cổ tích đó. Và mong rằng những câu chuyện cổ tích đó nó sẽ tiếp tục và lan tỏa mãi, để tất cả mọi con người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đều có hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn cô chú rất là nhiều, câu chuyện rất là dễ thương. Nếu còn thời gian, cô Linh và Ngọc Lan tiếp tục trò chuyện với chú nữa. À, được biết là gia đình cô cũng là một gia đình là nghệ thuật đó. Nghệ thuật. Đó, em gái là ca sĩ rất nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng dữ luôn á, là ca sĩ Ngọc Ánh. Dạ. Chắc là cô hát cũng rất hay đúng không ạ? Hồi mà còn trẻ đó thì hai chị em cùng đi thi hai cái giải khác nhau. Thì Ngọc Ánh là thi ở bên chuyên nghiệp, còn cô thì thi bên khối công nhân viên chức. Cái khối công nhân viên chức đó thì cô là người đạt với huy chương vàng. Chứ cô thi bên chuyên nghiệp là cô biết đâu là ca sĩ nổi tiếng rồi. Còn bên kia là Ngọc Ánh, thì Ngọc Ánh cũng lấy được giải thơ sẵn trong chương trình hôm nay. Cô cũng xin hát tặng Duyên Quê, tức là nói về cái chuyện tình nghĩa vợ chồng của hai đứa đó. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, sầm mưa dài nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Anh biết mặc em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm mà đôi mắt ai lấp lánh sâu rèm. Ai hát ngoài ao, chừng ngồi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rất mật vào lòng. Anh cuộc vườn sâu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu mà anh ước mong đầy đó chung lòng. Gió sao áo bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo, miền răng tinh đặng sơn keo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vàng đẹp em cũng qua. Xúc động quá. Hợp nhau dễ thương. Tuyệt vời lắm cô chú. Chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bên con cháu của mình nhé. Dạ, cảm ơn chị.